Thu nhập của em gần đây nhất hiện tại là tầm 1 tỷ một tháng ạ. 2022 thì em kiếm được bao tiền? Của cả hai bọn em là khoảng 7 tỷ. Mình đã kiếm 100 triệu như thế nào ở tuổi 16? Kiếm 100 triệu đầu tiên trong đời ở độ tuổi sinh viên và tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ con số 0 ấy. 100 triệu đầu tiên mình đã kiếm được ở độ tuổi 20 như thế nào? Hai, mình làm mình đã kiếm thu nhập 30 triệu mỗi tháng như thế nào?